mưu chú sẻ. Buổi sớm, một con mèo chộp được một chú sẻ. Sẻ hoảng lắm, nhưng nó nén sợ, lễ phép nói: "Thưa anh, tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không rửa mặt?" Nghe vậy, mèo bèn đặt sẻ xuống, đưa hai chân lên vuốt râu, xoa mép. Thế là sẻ vụt bay đi, mèo tức giận nhưng đã muộn mất rồi. Mưu chú sẻ. Buổi sớm, một con mèo chộp được một chú sẻ. Sẻ hoảng lắm, nhưng nó nén sợ, lễ phép nói: "Thưa anh, tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không rửa mặt?" Nghe vậy, mèo bèn đặt sẻ xuống, đưa hai chân lên vuốt râu, xoa mép. Thế là sẻ vụt bay đi, mèo tức giận nhưng đã muộn mất rồi.